Cánh tà sau là gì? Nếu bạn thường đi máy bay và ngồi gần cánh thì bạn sẽ thấy một hệ thống cánh lớn nằm ngay sau bờ thoải của cánh nâng chính. Cánh tà làm thay đổi hình dạng cánh, một yếu tố ảnh hưởng đến lực nâng. Chẳng hạn như khi máy bay cất và hạ cánh, vận tốc máy bay thấp nhưng cần duy trì lực nâng nên cánh phải có diện tích lớn nhất để có được lực nâng cần thiết, cụ thể hơn là đảm bảo áp suất mặt dưới cánh phải cao hơn mặt trên. Vì vậy, nếu quan sát cánh máy bay khi cất hạ cánh, bạn sẽ thấy cánh tà sau thường được kéo dài tối đa và trúc xuống hết cỡ để tăng lực nâng và giảm lực cản. Đặc điểm thông thường của cánh tà sau là nó có thể thu gọn vào thân và khi vận động, nó sẽ trượt ra để hở những khoảng trống với cánh nâng chính. Điều này không chỉ làm giảm hiệu quả của cánh mà còn khiến máy bay vận hành ồn ào hơn do tiếng rít bởi luồng khí di chuyển tốc độ cao. Đối với tất cả các thiết kế máy bay trong một thập kỷ qua thì cánh máy bay vẫn rất cơ bản và thiết kế hầu như không thay đổi nhiều. Cánh máy bay đóng vai trò quan trọng đến vận động của máy bay trên không như cất và hạ cánh, đổi hướng, tăng giảm độ cao, giữ độ cao ở nhiều tốc độ khác nhau. Ngoài ra, cánh máy bay cũng là thành phần ảnh hưởng đến các yếu tố như hiệu năng, nhiên liệu, an toàn bay, v.v. NACA cùng Phòng Thí nghiệm Không lực Hoa Kỳ, AFRL, hiện đang thử nghiệm hệ thống cánh tà linh hoạt Flex4 mới trên một phiên bản tùy biến của chiếc phản lực cơ doanh nhân Gulfstream 3. Công nghệ này hứa hẹn sẽ giúp máy bay vận hành im lặng hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn, nhằm giải quyết vấn đề về tiếng ồn và cải thiện hiệu quả nhiên liệu cho máy bay. Flex4 là một trong những thành phần nghiên cứu của dự án. Công nghệ được phát triển bởi Ann Arbor đến từ công ty Flexi tại Michigan dưới sự hợp tác giữa NACA và AFRL theo dự án ACTE, Adia Perigreation Meplian Tertesia Illumin Vide Verte. Về cơ bản, Flex4 sẽ thay thế các cánh tà sau trên cánh nâng chính và có thể thay đổi hình dạng linh hoạt nhằm tạo ra một bề mặt cánh liền mạch, có thể uốn cong. Điều này cho phép Flex4 hoạt động như một cánh tà thông thường với nhiều vị trí điều chỉnh khác nhau trong khi không để lại khoảng trống trên bề mặt cánh. Qua đó, máy bay sẽ vận hành im ắng hơn trong quá trình cất hạ cánh. Thêm nữa, thiết kế của Flex4 không chỉ dành cho các mẫu máy bay mới mà còn thể được sử dụng trên các mẫu máy bay hiện có. Các chuyến bay thử nghiệm thuộc dự án ACTE sẽ được thực hiện tại Trung tâm Nghiên cứu Hàng không Armstrong của NACA ở Edwards, California. Làm nền tảng thử nghiệm là một chiếc Gulfstream EEE với phần cánh tà bằng nhôm dài 5,7m tiêu chuẩn được thay thế bằng bộ cánh tà Flex4 chế tạo bằng vật liệu composite. Mục tiêu của chương trình là nhằm đưa thiết kế cánh tà mới ra khỏi môi trường thử nghiệm trong các hầm gió và xác định khả năng bay. Hệ thống cánh tà Flex4 sẽ được điều chỉnh cố định tại nhiều hình dáng khác nhau, cho phép các kỹ sư thu thập dữ liệu về hiệu quả khí động học dưới các điều kiện bay thực tế. NACA cho biết hoạt động nghiên cứu về Flex4 sẽ tiếp tục được triển khai trên các ứng dụng thương mại và mở rộng ra ngoài cánh máy bay đến với nhiều mục đích hơn. Quản lý dự án ACTE, Thomas Rainey cho biết, chuyến bay thử nghiệm đầu tiên đã được lên lịch và chúng tôi đã phê chuẩn nhiều yếu tố quan trọng của thiết kế cánh tà kiểu mới này. Chúng tôi kỳ vọng công nghệ sẽ giúp máy bay trong tương lai nhẹ hơn, hiệu quả hơn và vận hành im ắng hơn. Ngoài ra, công nghệ tiềm năng cũng sẽ giúp tiết kiệm hàng trăm triệu đô chi phí nhiên liệu mỗi năm. Vì sao cánh của một số máy bay thường được bẻ cong lên ở phần đầu? Nếu để ý, bạn sẽ thấy cánh máy bay thường được bẻ cong lên ở hai đầu. Phần cánh này được gọi là winglet, đầu cánh, và về cơ bản, nó được xem là trang bị tiêu chuẩn đối với các máy bay thương mại đời mới. Trên thực tế, có khoảng 6 kiểu thiết kế đầu cánh khác nhau. Giải thích cho sự xuất hiện của bộ phận này, Robert Gregg, chuyên gia khí động học đang làm việc tại Boeing cho biết, cánh nhỏ có vai trò giúp giảm bớt lực cản không khí đồng thời hỗ trợ tạo lực nâng cho máy bay. Nhờ mang lại hiệu quả trong quá trình tạo lực nâng, động cơ làm việc ít đi một chút. Hay nói cách khác, nhiên liệu tiêu hao sẽ được tiết kiệm, mức CO2 thải ra môi trường cũng thấp hơn và từ đó tiết kiệm một khoản phí kha khá cho các hãng hàng không. Cánh của máy bay không gãy, thậm chí còn có thể bị bẻ cong. Dù cánh máy bay không đập được như loài chim, nhưng chúng vẫn có thể cong lại đấy nhé. Trên thực tế, cánh máy bay có khả năng cong khá tốt nếu so với những vật cứng nguyên khối tương tự. Nếu đã từng ngồi ghế cạnh cửa sổ trên máy bay, để ý kỹ hẳn bạn sẽ thấy những chiếc cánh thường nảy lên một chút khi xảy ra nhiễu loạn.
Nếu lo sợ chúng có thể bị gãy và rụng ra khỏi thân máy bay thì có một tin vui rằng sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó đâu, vì cánh máy bay không hề cứng đơ như chúng ta vẫn nghĩ. Chúng được làm từ hợp kim, nhôm và kẽm, thỉnh thoảng có thêm đồng, magie và chì, những thành phần giúp chịu được áp lực không khí cao trên không trung. Ngoài ra, một thanh kim loại chạy dọc chiều dài cánh máy bay, gọi là xà dọc, cũng là cấu trúc dùng để củng cố sức mạnh cho phần cánh. Cuối cùng, cánh máy bay không dễ bị gãy, thậm chí còn có thể bẻ cong nếu gặp áp lực không khí cao nữa đấy. Thank you.